Xin chào các bạn, hôm nay công ty Takio chúng tôi xin giới thiệu đến mọi người dòng máy đánh vảy cá công suất lớn Takio TK700. Đây là quá trình kiểm tra máy tại công ty trước khi được vận chuyển đến với khách hàng. Máy sử dụng nguồn điện 1 pha 220V dân dụng, máy có bảng điều khiển thời gian, nút khởi động, nút xả cá và dừng khẩn cấp, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác và kiểm soát thành phẩm. Thùng máy dập nổi chữ Takio để nhận biết hàng chính hãng của công ty. Sau khi đã kiểm tra máy thật kỹ, công ty chúng tôi đang trên đường vận chuyển đến quý khách. Chiều dài cá lớn nhất có thể đạt 680mm, năng suất 10-25kg một mẻ. Tỷ lệ tổn thương 3-5%. Trước khi sử dụng ta phải cấp nước trực tiếp vào thùng làm việc của máy để làm ướt cá và trục xoay làm giảm tỷ lệ tổn thương đến cá. Máy sử dụng bảng điều khiển riêng biệt từng chức năng cũng như dễ dàng trong việc thiết lập thời gian hoạt động của máy và có đèn báo khi dùng. Trong quá trình sử dụng nên đặt máy trên bề mặt bằng phẳng và luôn ổn định nguồn điện. Điều đó giúp tăng tuổi thọ của máy và chất lượng cá khi thành phẩm. Khi máy đã hết thời gian làm việc được cài đặt, chúng ta có thể mở nắp ra xem cá đã đạt được như nhu cầu sử dụng chưa. Trước khi xả cá ra khỏi thùng làm việc, cá đã được làm sạch chỉ sau một lần đánh vảy.